Em xin chào cả nhà, chào đại gia đình. Hiện tại em đang có mặt tại ngã tư đường Đồng Khởi và quốc lộ A, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà khu công nghiệp Amata. Em thấy nhìn từ xa thấy rất là đẹp, nghe tiếng đã lâu, nay em mới bắt đầu. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nhé. Y như nước ngoài luôn. Trời ơi, đẹp quá đẹp. Ở hai bên hàng cây trồng cái bóng mát cái con đường nè, tuyệt vời hết sức luôn. Nghe khu nghiệp Amata hoài mà ai mới cái dịp đi quẹo đây xíu ha. Đây có công viên nè, wow tuyệt vời cho cái nè. Đó, đây công viên mát rượi luôn. Bên kia có cái đền này, đền thờ giống cao cao giống của Thái Lan luôn đó nha, mà không biết là kiến trúc kiểu gì. Rồi đây, tôi ở đây. Đó, đây có công viên là quá tuyệt vời luôn. À, có siêu thị Lotte nữa. Siêu thị Lotte kế bên luôn nè. Hôm nay mình đi dạo ngoài đi ha. Đi dạo ngoài coi. Tham quan khu nghiệp này. Rồi, chứ còn là vô siêu thị thì nó cũng giống nhau nhau thôi. Nó cũng bán cái này cái kia. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, quá đã luôn. Lần đầu tiên đi tới khu nghiệp Amata. Đối với bà con Biên Hòa chắc rành quen thuộc, còn mình đây mình lâu lâu mình đi tới. Trời ơi đẹp chưa cả nhà, thấy đẹp không? Tuyệt vời chưa? Quá đã luôn. Đó, quá đã luôn cả nhà ơi. Đường nó xuống dốc nè, nó xuống dốc nè. Xuống dốc xong rồi nó lên dốc. Cảm giác như là mấy cái thành phố Mỹ vậy đó. Có mấy cây bự bự đẹp ghê không? Đó. Buổi chiều ở Amata. Quá đẹp luôn, trồng hoa giữa kìa. Ít xe là xe đây công nhân không à. Đều đây khu công nghiệp mà. Để chậm này thưởng thức cảnh là tuyệt vời luôn á. Chưa giờ nắng nóng quá trời. Lúc ở nhà không? Giờ này đi ra đây mát tuyệt vời luôn. Thành phố Biên Hòa thì có lâu đời rồi. Trước 75, năm 1975 cũng phát triển rất là tốt. Có đủ hết sân bay Biên Hòa, rồi này kia khu công nghiệp Biên Hòa ngày xưa. Rồi sau này thì người ta phát triển thêm thôi. Rồi mấy năm nay không biết sao mà Biên Hòa cũng khá chậm chạp trong những cái dự án. Nói chung cũng tùm lum. Rồi có một số lãnh đạo cũng bị bắt rồi, thành ra nó cũng hơi loạn xà ngầu. Như bữa mình coi trên mạng thì thấy bên phía Vũng Tàu đoạn cao tốc của họ đó là họ đã làm xong rồi à, họ đã làm gần xong rồi à, mô cao chỉ còn chảy nhựa thôi hay vậy. Còn bên Đồng Nai thì chưa có giải tỏa nữa. Chưa có giải tỏa xong mặt bằng nữa thì làm cái gì. Đợi cao tốc nó biết nào xong đi. Thì bữa rồi đọc báo thấy lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng có chỉ đạo đó, cán bộ nào mà chây gì công việc thì cho nghỉ việc, thi chuyển công việc, rồi đây đốt cháy nè, đốt gì mà nó cháy cây chết ráo trời, cây của ai đấy, rồi chết cây đó cái cây tư nhân hay của nhà nước á. Quá đẹp luôn, bữa nay mình mới đi đường dài hun hút luôn ha. Y như những thành phố bên Mỹ rồi đó, đẹp. Chỉ cái điểm nóng thôi. Không biết là bên trong sao mà dùm đi vô trong đó chơi. Nhưng mà cơ bản về là ok hết đó nha. Quá đã luôn. Đây mà đi tối sạch cướp ha. Nếu mà hai bên đâu có nhà dân đâu, nhà dân khu nghiệp này họ rào rồi. Em thấy là hàng rào rồi, họ rào rồi hết rồi nha. Rồi xây tường mà bằng cái kiểu gạch xi măng á, gạch bự á, để kín hết luôn, hay thiệt, đúng là dự án lớn, chủ đầu tư này cũng rất là mạnh mẽ, vốn mạnh, xây cái khu nghiệp rồi chụp hơi lại, xây hoàn thiện luôn, đó trời dân khổ lấn đất rồi, xây lại là dân khổ lấn đất gì hết.
và mình bắt đầu vô tới tới trung tâm ha. Trung tâm là tại vì có những cái nhà máy xí nghiệp của tụi em nè. Ồ, đây có những chốt kiểm tra nữa. Amata Security quá dữ dội luôn. Quá rộng luôn cái nhà ơi. Vô đây thì quá rộng luôn. Trời ơi. Còn là công ty lớn lớn không à. Công ty, nhà máy, nhà xưởng rồi ha. Ở đây chắc có nhiều ngõ ra nữa à, ra ngoài khu dân cư nữa. Chắc có. Đó nãy cái đường nãy vô mình đi vô Sài Gòn nó hơi từ quốc lộ 1A vô nó hơi xa. Ở công ty IKK kìa. IKK đó là cái công ty sản xuất dây kéo cả nhà. IKK à, ngay chính giữa có một anh bảo vệ tính điều tiết an ninh nè. Mình đây đường đỏ sao mình đi nè, tao quẹo không à. Ồ đèn đỏ này nó lạ lắm nó. Ủa sao kỳ tao đỏ hết sao đi. À chưa bên kia đi trước nè. Đây là công nhân không? Ở đây công nhân không? Chứ còn người ngoài vô chắc cũng ít. Tại khu công nghiệp mà. IKK này ngày xưa là có phỏng vấn vô một lần công ty này nè. Đó à, công ty nó thường thuê văn phòng ở quận nhất á. À công ty nước ngoài sản xuất dây kéo phạt một tia rồi đó cả nhà. À công ty Bitis kìa. Bitis thì có cái bản công ty Bitis Kinoa, Dragon, Standard, Lemmin. À, cô này có đi bán chuột. Rồi đi, họ có 9 giây, có 8-9 giây à. Cái đèn đỏ ở đây ngộ ra có 8-9 giây à. Dragon Logistics. Logistics à, vận tải, công ty vận tải Dragon ha. Vận tải rồng Thăng Long. Rồng Mai, Dragon là rồng Mai hả? Thăng Long. IKK Việt Nam. Rồi anh em có thấy sửa đó. Đây rồi, Bitis đây. Bitis có một cái nhà máy đây nữa cả nhà. Ở tay phải luôn nè. Đó. Bitis có nhà máy ngoài thua ngoài Đồng Nai luôn. Khu công nghiệp Biên Hòa. Tiếp. Walker luôn, Walker Việt Nam đây luôn. Đây nhiều công ty lớn ghê luôn, quá trời công ty. Những công ty danh tiếng này là trong đây là thấy hết ha. Công ty này thì dời đời đi rồi, em thấy rõ bán hiệu rồi. Ồ công ty đây của Mỹ nè, Mỹ Việt Nam, theo cầu Mỹ Việt Nam ha. VMT. Kumkan Vina. Không biết công ty nước nào luôn. Vô đây là nghe mùi. Mùi của những cái vật liệu sản xuất này nè. Emeron, Lu, Ica, Havet, Kaman. Emeron, Lu, viên ngọc, ngọc gì gọi là Emeron là ngọc gì đó, ngọc xanh. Giống như ngọc bích. Công ty rất nhiều hữu hạn Nika Việt Nam. Trời ơi, đây trong đây tối là đi lạng ngoạn là dễ cướp hết nha. Có bảo vệ đó mà cướp thì cũng có nhưng không có rồi. Nó giải dạng như công nhân người đó đi làm đây nó vô cướp. À cô luôn đồ bè. Chỗ mỗi góc ngã tư đều có một anh security ha. Quá sâu rồi, mình đi chút xíu cái nó dòng ra ha. Công ty cổ phần nhựa Phú Lâm. À công ty chất của
Vườn hoa Phú Linh. Phú Linh là dịch là Phú Lâm. Phú Linh. Trong hàng rào đã chưa? Hàng rào bằng sứ lại bụng giấy ha. Hồi hôm nay đi vô đây quá rộng luôn, đi cho biết hết đó nha. Chứ bình thường dễ gì mà đi vô đây. Villa Việt Nam. Rồi đây có cái bồn nước thì bự dữ rồi. Qua nha, bồn nước. Bồn nước phục vụ khu công nghiệp đây nè. Ở đây họ đang có gờ, gờ rất là cao luôn, xe hơi phải giảm tốc độ. Wow, đúng là Đồng Nai á, Đồng Nai cái đất nó đồi, nó kiểu đồi chứ chưa phải là núi mà đồi đó nha. Đó. Chạy qua đó có cái đồi xuống. Trời ơi, rộng lớn quá nha. Khu công nghiệp mà, đã nói khu công nghiệp mà. Chạy nó giờ là mấy phút rồi mà chưa hết cuối đường nữa nè. Công ty chứ hả? Toyo In Việt Nam. À, công ty mực Toyo ha. In là mực. Cảnh đẹp quá cả nhà. Không ngờ cảnh ở đây quá đã luôn. Tuyệt vời ha. Quá đẹp luôn. Để làm nên cái chủ đầu tư khu công nghiệp của Amata này là, không biết là nhà đầu tư nước ngoài hay Việt Nam, chắc nước ngoài mới có vốn làm mấy cái dự án vậy. Xây hạ tầng, xây đường xá vậy nè nha, trồng cây rồi hết, điện nè, thoát nước nè đó, rồi mới cho thuê lại những công ty nước ngoài vô thuê lại một nào một tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu tiền đó. À bên kia là công ty Pepsi cả nhà ơi, có là thấy để là Spin nè, trà Âu Long, Pepsi. Anh em mới biết Pepsi nằm ở đây, ở đây. Chứ là trước chỉ biết Coca-Cola ở xa lộ Hà Nội ngoài Đức thôi. Rồi mà đó mình vòng qua đó. Cậu dài dữ quá, tôi biết nào hết. Tới đây hoạch lại đi. Nhà máy Suntory PepsiCo Đồng Nai. Suntory Pepsi. Đó, gọi là Suntory, đặt tên là Suntory. À, bữa rồi Pepsi mới đầu tư công ty Alab nè. Pepsi mới đầu tư mở một cái nhà máy ở Long An, ở khu công nghiệp Phú An Thạnh thì Bến Lức Long An á. Đường Amata luôn, trời đặt tên đường Amata luôn. Đây mình quay lại ha. Quay lại ra ngoài chứ chạy sâu quá biết đi đâu luôn. Xe thì sắp hết xăng. Suntory PepsiCo Đồng Nai. Nhiều đó đó. Nhiều đó mà sản xuất ra là bán uống lòi họng luôn. Uống quá chất không. Nước đường. Ở đó là em nói tham quan vô nhà máy Coca-Cola mà. Nước, đường, bột phẩm màu thôi. Chứ công thức riêng của họ thôi chứ đâu có gì đâu. Nước với đường, đường cát thì ba chút đóng luôn. Đó vậy thôi. Chất phẩm màu và ga rồi. Wasco Rocky Việt Nam. Thì lạ quá, không biết. Yeah, see, so, be still. Still, still, yeah. À, quá rộng luôn, quá lớn luôn. Đồng Nai họ có những lợi thế rất mạnh so với những tỉnh khác ban đầu. Họ đã có khu nghiệp Biên Hòa trước năm 1975 rồi. Nhưng mà họ cũng không có phát triển lắm. Qua Tabe Wedding. Công ty Wedding gì mà tụ làm cũng nhà máy lớn vậy ta. Qua Xin Việt Nam. Ở đây trồng những cây này lâu lớn lắm mà, nó lớn vậy là biết cũng lâu ha, mà ta cũng lâu lắm à. Fukuyama Gosei Việt Nam, đây nhiều công ty lạ quá. Công nghiệp mà.
Cao, công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Việt Nam. K K A O đầu là Cao. Đây cho anh bảo vệ đứng ngay ngã tư. Nghe mấy ngã tư được có bảo vệ hết. Chỗ này có cấm bản 50 km/h thôi nha. Những khu công nghiệp này là tạo công an việc làm cho biết bao nhiêu người ha. Làm công nhân, làm văn phòng, làm kỹ sư, kỹ sư gì đó cũng có luôn. Sanco Boss Việt Nam. Thường mấy công ty nước ngoài ở đây họ đặt tên, đặt tên công ty họ kèm chữ Việt Nam vô. Mark Việt Nam đó, vậy đó, cho nó họ phân biệt, tại vì họ công ty đa quốc gia mà. Nhiều nước lắm, nước nào họ cũng lập công ty họ bán, sản xuất họ bán. Đây có bảo vệ đó nè. Để nói chuyện ổng vài câu thôi có được không? Chiều là đứng ra trực hả anh? Lần đầu tiên mới vô khu nghiệp đây luôn á. Tại vì xưa giờ ở Sài Gòn mà lâu nay về nhà bên vợ nè. Có ghé đi vòng thử. Dọc thử, bây giờ cũng nhắn. Ủa vậy hả, chứ thôi là chiều đông lắm hả? Đông hả? Vậy hả? Mình đứng này mình đảm bảo an ninh rồi đúng không? Hồi xưa mới ra trường hay đi làm mấy khu nghiệp lắm. Đúng mới ra trường. Lễ lắm. À. À bữa nay lễ là nó nghỉ. À. Bởi vậy là đã làm cái cầu vượt chỗ Bộ Lộ 1A là đúng rồi. Tạo công an việc làm cho dân đây cũng nhiều ha. Ủa cái khu nghiệp này thành lập lâu chưa anh? À, chắc hồi đó nước ngoài đầu tư chứ Việt Nam mình làm có tiền làm này đó. Của Hàn Thái Lan. À. Nó mới có vốn nó bỏ ra nó xây đường xá rồi. À, chứ Việt Nam thấy làm đêm nhem nhỏ nhỏ. Chỉ có ông chồng của bà Hằng đó làm ở Bình Dương thì làm thấy được rồi. Chứ nhiều mấy công ty làm treo đó. Cái địa hình ở đây là như nó đồi phải không anh? Thấy nó thấp đúng không? Địa hình đây là giống như đồi, nó không phải núi mà nó đồi á. Đó, nhìn cái đường nó cũng đổ dốc đúng không? Nó cua cua vậy ha. Đó, như đây này, nó là dốc xuống nè. Nó không phải là đồi cao lắm, nó dốc. Nó hơi là lạ. Hơi là vậy đó. Qua nay là nghe Biên Hòa nổi tiếng rồi ha, cái vụ mà bác sĩ đó. Cái con nhỏ mà chết khô cái nhỏ mà khô xác khô ngoài Hà Nội á cũng ở Biên Hòa. Nhỏ cũng ở Biên Hòa chứ đâu ra tới Hà Nội. Nhỏ này ở vòng vòng đây nè. Vậy hả? Ừ, ví dụ bác sĩ á. À. Bình Đa này hả? À. Mà sao ông nội bác sĩ đó ổng đem ra hay ngoài hay ta? Gặp bác sĩ mà chuyên phẫu thuật á. Trời, nó dùng dao mà nó đọc ngay mấy cái gân nó cắt chắc nhanh lắm ha. Bữa nãy có báo là ông bác sĩ giám đốc ông nói là ngày đó thứ bảy thì ngày đó có trực. Thì ông nội này mà phờ cắt trong cái phòng mà nghỉ của bác sĩ Nam á. Mà tôi thắc mắc là ngày đó không lẽ có mình ổng trực. Phải không? Mà làm nó cũng phải mấy tiếng hồ chứ không? Ừ, đó là chắc có lẽ có một mình nó mới làm được chứ có người. Nhưng mà nó trực á, nó trực đúng rồi, chắc mình nó trực bữa đó. Chứ còn nếu mà trực mà bình thường là có người giống như đồng nghiệp, giống như phòng bảo vệ mà vậy đó. Thì vô mà nghỉ ngơi thì nó dính, nó thấy sao? Này mình không rõ trong nội tình sao ha. Mạng thì nó nói
Bạn thì nó nói kiểu như là nhỏ này ép về ly dị vợ tại có thai mà. Nhiều khi ông nội này quẩn trí quá, muốn bảo vệ sự nghiệp mà bảo vệ kiểu đó thôi thua rồi. Dạ, phải biết người chứ không. Thua, thấy không? Má nghĩ sao? Ba mấy tuổi mà nhiều khi nó cũng chưa có đủ bản lĩnh đúng không? Nó dám làm mà không dám, không chịu. Gần đây hả, bình đa thôi. Mệt ha, gia đình cũng mệt ha. Gia đình dính sự cố là cũng mệt. Con cái sau này nó lớn rồi cũng biết cũng khó. Ông bác sĩ kia thì ở Vĩnh Cửu là cũng đi cái hướng kia phải không anh? À. Này biết nghiệp quá sao mà nặng quá. Cái đường một cái hàng câu này có hai đứa vợ chồng đi ấp con chó đi ăn gà, chạy tới kêu nó vô cầu mang chó về ấp. Dạ. À. Mấy quản lý coi camera hả? Thấy à? À còn cái camera. Em ở Sài Gòn. Má về gửi, tại vì gửi đứa con ở với vợ đây nè. Về chơi nó vài tháng mốt qua đồng năm rước nó lên học. Anh gốc đây luôn hả? Đi làm nó gần. À, em đi nha, cảm ơn nha. Ở đó giờ nghe mà ta vì em đi về chỗ đó quẹo tới đó quẹo Đồng Khởi rồi. Thấy cái bảng thôi đâu biết mày. Vô Ấn Độ thấy đẹp quá.